Hello, xin chào cả nhà. Thì tối hôm qua thì mình có livestream để hướng dẫn mọi người cách tạo một cái hiệu ứng đèn neon giống như là cái ảnh đang hiển thị trên màn hình. Thì có một cái trục trặc là sau khi livestream xong thì bị Facebook đánh bản quyền âm nhạc cho mở nhầm nhạc. Nên là hôm nay là phải quay lại để hướng dẫn lại, lưu lại cho các bạn có thể tra cứu và làm theo sau này. Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái hiệu ứng như thế này, trong vòng khoảng cỡ 5 phút thôi. Thì đầu tiên ta cần truy cập vào canva.com ha. Chúng ta tạo một cái thiết kế bất kỳ. Ở đây mình chọn là Instagram bot đi. Đặt tên cho nó, đặt tên ví dụ đèn on đi. Ok rồi, như trong hướng dẫn thì mình có cung cấp cái bộ bảng màu dành cho cái thiết kế này. Thì đầu tiên chúng ta có màu nền, màu nền như thế này, sau đó là chúng ta có cái màu xanh này, màu vàng là màu tím này và mấy cái đèn này. Thì đầu tiên chúng ta vào đổ nền trước ha. Màu nền chúng ta copy cái màu nền này, copy ha, copy. Và để đổ màu nền thì chúng ta click vào thiết kế, sau đó chọn cái này nè, background color trên này. Rồi chúng ta gõ cái màu này vào thôi. Ok rồi, chúng ta đã có màu nền rồi. Rồi tiếp theo chúng ta tạo chữ là theo on now ha. Còn nào thì chúng các bạn bấm chữ T, bấm phím T hoặc là vào này là bấm T ha, nó sẽ có đeo này, đeo có S thì phải. Còn nào rồi, các bạn cho nó kích thước là như kích thước của mình là 100 235. Được. Rồi, chúng ta chọn cái tỷ lệ line 2, tức là giữa hai cái dòng chữ với nhau thì 1.1 thôi, canh cho nó nằm ở giữa thôi. Được. Bạn thấy chữ nó khá là to. Đây, xem nào ha, to. Đây, rồi, như là 135 chứ không phải là 235 đâu, mình có nhầm rồi. 35 rồi, rồi đúng rồi, 35 ha. Nó cho nó canh giữa. Rồi theo nào thì các phông chữ là font squat, ta bấm vào đây, chúng ta chọn phông chữ ha. Một ba lăm, ok, tạm rồi, ta chọn vị trí ha. Rồi, sale nơi chúng ta là nó sẽ là có cái màu tím như thế này. Thì chúng ta có màu tím này ha, chúng ta có màu tím. Click vào chúng ta chọn màu sắc cho nó. Ok. Tím rồi. Phải đúng. Rồi, canh giữa. Ok. Được ha. Rồi sau đó chúng ta làm cái chữ end of summer nè. End of summer thì các bạn bấm phím T. Rồi. Rồi. Ta có kích thước là 70 pixel. Phông chữ là cái này. Cái lâu thô.
70 đẹp chứ ha. Rồi chúng ta kéo vị trí cho nó phù hợp thôi, canh giữa nha. Rồi ta có màu xanh, chúng ta phải đổ màu xanh này vào cho cái chữ, đổ màu xanh ha, chọn màu, ta gõ mã màu vào. Okay. Xong. Tiếp tục là up to 50% off ha. Bấm chữ T nè. Tu nè. Up. Đây, chữ của chúng ta có kích thước là 30 pixel. Ta chọn 30. Rồi, kiểu phong chữ chúng ta Strat Classic. Ok. Nắm kéo xuống dưới. Để canh một cái chữ, một cái đoạn text nó nằm giữa thì các bạn cứ chọn nó, là các bạn bấm position, các bạn chọn center ha. Để kéo xuống. Ok, cũng gần xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái hiệu ứng đèn neon nó như thế này. Neon như thế này. Các bạn chọn vào đoạn văn bản ha, các bạn bấm vào effect, bạn chọn neon. Rồi chỗ phần điều chỉnh này thì các bạn có thể điều chỉnh kéo cái thanh trượt này lên xuống cho nó phù hợp. Ở đây theo như thiết kế thì mình chọn là 10 thôi. Các bạn thấy nó có một chỗ viền bóng như cái đèn này, ông đèn quảng cáo ấy, gọi là đèn ông, cho thực ra nó là đèn quảng cáo thôi chứ. Rồi tương tự giờ có một còn lại, còn này còn là 10. Này tùy vào sở thích nha, bạn muốn đổ bóng nhiều hơn thì các bạn có thể chọn kéo cái này nó nhiều hơn, mình chọn 10 cho nó là phù hợp. Ốc dương một chữ F rồi. Rồi ok. Press down chọn 10. Chữ này chúng ta là màu vàng ha. Chúng ta đổi vào màu vàng. Vàng của ta là màu sắc. Vàng vào. Ok. Giờ là chúng ta đã xong phần test. Ta cần phải thêm những cái chấm nhiều màu sắc như thế này. Thì như mình có thấy là mình có một cái họa tiết là spare frame này ha, mình đã có tên sẵn cho các bạn rồi. Thì các bạn vào element nè. Element các bạn bấm này. Rồi. Rồi, nó ra ngày đầu tiên luôn, các bạn click vào. Sau đó chúng ta giữ chuột và kéo thả cái thước. Ok. Rồi như vậy là xong cái phần những cái chấm. Thì bây giờ chúng ta muốn đổi những cái màu này cho nó đồng này, chúng ta có màu tím nè, màu xanh nè, màu vàng nè, chúng ta đổi lại như nhau thì click vào cái phần này các bạn, trên góc này các bạn, nó màu sắc không. Và đầu tiên là chúng ta lấy màu xanh ha. Ok, tiếp là màu tím nè, tiếp theo là màu vàng nè. Rồi nó đã ra giống cái thiết kế rồi. Anh thấy với vài phút thôi chúng ta đã có một cái thiết kế như thế này rồi. Tiện cho chúng ta làm quảng cáo hay tiếp thị gì đó, tùy nhu cầu. Rồi đã tải về thì các bạn bấm nút tải này và thôi, chúng ta có thể chọn kích thước ha. Mình thường hay chọn kích thước là nhân 2 lên, chúng ta bấm đầu lót vậy. Rồi chúng ta chọn chỗ lưu ha. Chữ ứng đèn neon rồi. Ok, thì bây giờ nó đã ra một cái thiết kế, một cái ảnh như thế này rồi. Các bạn có thể up lên Instagram để làm cái gì đó rồi. Thì mình giới thiệu thêm một cái hiệu ứng khác đó, để biến cái thiết kế này thành thiết kế động. Nên chúng ta bấm vào chọn cái thiết kế ha. Chúng ta bấm vào cái nút này. Đọc sao của mình cũng không rõ nữa. Name mày.
Mình thử đây. Còn translate thôi, ta thử coi. Đọc là cái gì? Ở đây chúng ta có rất là nhiều kiểu tạo ra cái thiết kế động này, chúng ta mình chọn cái mình hay dùng là cái block đi cho nó màu mè tí. Rồi sau khi chọn xong là các bạn có thể thêm màu, thêm nhạc vào, chúng ta có thể thêm nhạc vào cho nó hấp dẫn tí, thì để mình bâu lại cái nhạc nền ha, mình bâu lại nhạc nền rồi. Ok, mình bắt đầu mình chọn Xmart đi, tìm nhạc ha. Xmart có luôn. Ồ. Oh. Anh cả. Ồ oh, em luôn. Ok, mình lấy cái nhạc này ha, mình nhạc và mình sẽ chọn tới cái đoạn. Ok, sau khi đã chọn nhạc xong rồi thì chúng ta có thể download cái này thành một cái video. Ta bấm download ha. Cái thời gian render video thì nó tương đối là lâu hơn so với render hình ảnh. Chúng ta phải đợi một tí. Mình test là âm thanh thôi. Ok, sau khi chúng ta bấm download về ha. Ta download này, hiệu ứng đèn này không, chúng ta bấm mở thử xem. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần hướng dẫn cho các bạn tạo cái hiệu ứng chữ Noel cho một cái thiết kế ấn tượng. Thì ngoài ra các bạn có thể vào element này, các bạn thêm một số cái gì đó mà các bạn thích, ví dụ như mình thấy một số cái này nó có recommend, mình ví dụ mình để cái hộp quà vào đi, kẻ một góc nào đó cho nó để nó như thế này, góc này đây. Ok, chúng ta đổi về màu nhận diện của nó, màu xanh nè, vàng nè, tùy ha. Để đổi lại cái màu vàng, màu đầu tiên là chúng ta chọn màu vàng đi. Ok, nhà mình chúng ta đang có một cái giỏ quà, hộp quà khá là xịn sò. Tải về PNG thử ha. Rồi, chúng ta có một cái hiệu ứng đèn neon số 2. Ok, để mình thêm một cái ảnh, một cái screen cho các bạn dễ thấy.
Còn thành phẩm của mình nó như thế. Rồi các bạn thấy chúng ta đã xong cái thiết kế rồi, nhưng trong vòng ít phút là chúng ta đã có một cái ảnh để quảng bá cho dịch vụ tiếp thị hay cái gì đó rồi, không có khó một chút nào, hoàn toàn không khó. Rồi như vậy thì mình sẽ xin kết thúc cái buổi hướng dẫn của mình ngày hôm nay. Thì mỗi ngày mình sẽ cố gắng làm một cái clip ngắn ngắn nó như thế này, để hy vọng có thể giúp mọi người tận dụng Canva trong công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong có thể là tối nay. Rồi, xin cảm ơn mọi người ha.